Khi bước sang tuổi cao niên, ông Nguyễn Văn Tề ở Mê Linh, Hà Nội gặp phải rất nhiều vấn đề về bệnh lý. Ông Tề phải rất cẩn trọng trong việc ăn uống để không ảnh hưởng đến bệnh huyết áp, tim mạch và đặc biệt là bệnh tiểu đường của mình. Do đó, ông Tề rất quan tâm đến việc lựa chọn thực phẩm. Ông phải tính toán đến việc ăn ngon và ăn khỏe. Thời gian gần đây, ông Tề tìm hiểu qua bạn bè và trên mạng. Ông biết đến một loại gạo mới phù hợp với các bệnh lý mà ông gặp phải. Từ đó, ông chuyển sang ăn gạo mầm thay cho các loại gạo trắng thông thường. Cái sản phẩm này thì nó rất coi như là có tốt cho những cái người coi như là tiểu đường, coi như là phải ăn kiêng khem này. Đấy, về tim mạch thì coi như là rất là tốt. Đấy. Tức là những người bị tiểu đường như bọn tôi thì coi như không được phép ăn nhiều cơm. Đấy, cái này có thể rằng coi như là thay cơm thì coi như là có thể là nó cũng là gạo thôi, nhưng mà coi như là cái chất lượng coi như là không biết về cái kỹ thuật này, coi như là làm ra cái gạo này như thế nào nữa thì tôi không biết. Nhưng thực sự ra nói tôi thấy ăn cái gạo này thì nó thể như là coi như là vẫn ăn cơm bình thường thì coi như cảm thấy coi như bụng lúc nào cũng no. Đấy. Chứ còn nếu mà bệnh tiểu đường thì không được phép coi như là ăn nhiều cơm, nhiều chất bột. Trước đây coi như là tiểu đường của tôi là coi như là 18, thế đến bây giờ coi như chỉ còn coi như là 5,6 và huyết áp trở lại coi như là rất là bình thường. Gạo mầm nhìn hình dạng khá giống gạo lứt, nó cũng có màu nâu sáng, hạt gạo to, chắc. Điều khác biệt duy nhất là phía đầu hạt gạo có mầm được nhú ra. Mầm này không nhô cao hẳn mà chỉ hơi nhú đến một độ nhất định để đảm bảo các chỉ số về dinh dưỡng. Khi nấu thành cơm, những chiếc mầm này sẽ được nhìn rõ hơn. Nói đến gạo lứt, gần như ai cũng biết nó là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, chưa được sát bỏ lớp cám gạo và dầu dinh dưỡng, đặc biệt là các sinh tố và nguyên tố vi lượng. Nhưng gạo mầm với nhiều người còn khá lạ lẫm, đặc biệt là với những người dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trên thực tế, gạo mầm là loại gạo lứt được chọn lọc và lên men trong điều kiện thích hợp để các enzyme được kích thích tạo nhiều chất dinh dưỡng. Trong đó, đáng chú ý nhất là chất GABA, một hợp chất rất tốt với sức khỏe. Quá trình chọn lọc giống, trồng trọt và lựa chọn gạo để sát là ủ men từ gạo lứt thành gạo mầm rất phức tạp và phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt. Về quá trình sản xuất, lúa tươi của một giống đặc sản được chọn lựa và sấy khô, nhập kho, bảo quản theo tiêu chuẩn lúa giống, loại bỏ lúa lép lững và tách vỏ trấu, cho lên mầm hạt gạo lứt, xử lý qua 3 công đoạn trước khi tách màu và tách tấm. Thành phẩm được tồn trữ chân không trong túi yếm khí để bảo quản được lâu nơi thoáng mát. Chọn những cái hạt thóc nó có độ đẩy mầm tốt, độ đẩy mầm tốt và chọn được như vậy, sau đó chúng ta là đưa vào một cái quá trình ngâm ủ để cho và để nhiệt độ thích hợp, thì khi đó là hạt gạo nó sẽ nảy mầm đồng đều, và khi được nảy mầm đồng đều rồi thì chúng ta đưa luôn vào cái lò hấp sấy ở cái nhiệt độ cao để nó giữ nguyên cái dinh dưỡng trong quá trình lên men mà để ngâm ủ để hạt gạo nảy mầm ra thì nó tạo ra những cái chất dinh dưỡng và hấp sấy ở nhiệt độ cao, áp suất cao thì nó giữ được cái dinh dưỡng đó, nó không bị mất dinh dưỡng. Sau đó là chúng ta hấp sấy xong thì chúng ta đưa vào cái bảo quản và hút chân không bảo quản và đưa ra người tiêu dùng. Gạo mầm có thể được coi là một khám phá mới của khoa học. Gạo mầm có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Thì gạo mầm bắt đầu xuất hiện từ năm 1995 mà xuất hiện ở Nhật. Và nó đi kèm với gạo lứt. Gạo mầm chính là gạo lứt mà ngâm nước trong vòng khoảng 22 tiếng rồi ủ để nó lên cái mầm. Thì đấy là gạo mầm. Như vậy gạo lứt đã tốt nhé, thì gạo mầm nó sẽ có thể có một số thứ tốt hơn. Ngoài ra, ngoài cái hàm lượng cao ở trên ấy, thì cái protein nó cũng cao. Nó có tới khoảng 10,5 gram protein cho 100 gram. Như vậy có nghĩa nó cao hơn gạo bình thường. Gạo bình thường chỉ có khoảng 7 gram protein cho 100 gram gạo. Thì cái này nó là 10 thì nó có tăng cao. Thứ hai, vì phôi vẫn giữ nguyên được cái như là hạt gạo, cho nên hàm lượng vitamin B1 của nó lại tăng thêm.
nhiều chỉ tiêu dinh dưỡng trong hạt gạo mầm gia tăng so với gạo lứt và gạo trắng thông thường. Hàm lượng protein trong gạo mầm cao hơn 10% vì phôi vẫn còn giữ nguyên trong hạt gạo. Qua quá trình ngâm ủ hạt, các diễn biến sinh lý sinh hóa bên trong hạt diễn ra và các sinh chất có lợi cho sức khỏe con người gia tăng. So với gạo lứt, hàm lượng vitamin B1 trong gạo tăng lên 59% từ 4,27mg trên 1kg lên 6,83mg trên 1kg. Gạo lứt nảy mầm hay còn gọi là gạo mầm không chỉ giúp tạo nên một bát cơm ngon, thơm mềm mà còn có vị ngọt rất đặc trưng. Đặc biệt, càng nhai càng cảm nhận thấy thơm ngon và hấp dẫn. Không chỉ ngon cơm, giàu giá trị dinh dưỡng mà gạo mầm còn có rất nhiều tác dụng với sức khỏe con người. Một tác dụng không thể bỏ qua khi nói đến gạo mầm đó là nó giúp ổn định đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. Do chỉ số đường huyết trong gạo mầm thấp hơn nhiều so với gạo trắng và cả gạo lứt, chỉ số đường huyết trung bình của gạo mầm chỉ bằng 58% so với gluco chuẩn. Nên khi người bị tiểu đường sau khi ăn sẽ không bị tăng huyết áp vì thông qua tác dụng kép vừa tối ưu hóa hoạt tính của insulin, đồng thời gạo mầm còn có công dụng giảm cholesterol xấu trong máu cho người bị cao huyết áp. Thành phần phôi của gạo mầm chứa tới 50% chất đạm được giữ nguyên trong hạt gạo mầm, giúp hạt gạo có hàm lượng đạm cao, làm chậm mức gia tăng đường huyết sau ăn. Do đó, loại gạo này có thể sử dụng để xây dựng chế độ ăn cho người đái tháo đường. Theo nghiên cứu, khoảng 5,7% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường, hậu quả từ những biến chứng của bệnh đang để lại gánh nặng cho xã hội. Gạo mầm có thể xem là thực phẩm lý tưởng giúp ổn định đường huyết. Bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng hàng ngày giúp hỗ trợ điều trị bệnh. Ngoài ra, trong quá trình nảy mầm, gạo sẽ tạo ra hợp chất GABA là hợp chất gamma-aminobutyric acid. Đây là hợp chất không thể thiếu của cơ thể con người để đảm bảo duy trì sự hoạt động của não bộ, ngăn cản các truyền dẫn căng thẳng đến vùng thần kinh trung ương. Chất GABA có rất nhiều tác dụng tốt cho hệ thần kinh của con người. Nếu cơ thể không đủ chất GABA thì các triệu chứng như lo âu, bồn chồn, mệt mỏi, mất ngủ sẽ thường xuyên xảy ra. So với gạo lứt thông thường thì tỷ lệ GABA trong gạo mầm tăng lên khoảng 6 lần, từ 26,71mg trên 1kg lên đến mức trung bình 160mg trên 1kg. Gạo lứt sau khi nảy mầm sẽ mềm và ngon hơn so với gạo lứt thông thường, dễ dàng thích ứng trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng, cung cấp vitamin và men amylase hỗ trợ tiêu hóa tốt. Đặc biệt là đối với những người ăn chay và ăn kiêng, thường thiếu chất, khi ăn gạo lứt nảy mầm sẽ giúp chống béo phì và tăng cân. Ngoài ra, nó còn có cái tác dụng về hoạt huyết rồi là các cái tác dụng khác. Và người ta đã chứng minh ở Nhật Bản là cái chỉ số đường huyết ở trong cái mà gạo lên mầm này là tới ở cái chỉ số 54. Thì tại sao lại liên quan đến cái chỉ số đường huyết? Vì các bạn biết là có cái chỉ số đường huyết gọi là GI, tức là độ phân hủy đường từ thực phẩm nhanh hay chậm. Nếu mà phân hủy đường mà nó chậm ấy, thì nó giữ được mức độ đường ở trong cơ thể là ổn định, và đường nó không tăng nhanh quá và nó không giảm nhanh quá, thì những anh bị tiểu đường rất cần các loại. Cho nên gạo lứt chính là gạo không xay sát kỹ, nó có cái tác dụng đó. Thế thì đối với người tiểu đường thì phải quan tâm đến chỉ số GI. Và rất nhiều người tiểu đường hiện nay nhầm tưởng một vấn đề là trong bún là ít đường, cho nên là ăn bún, ăn miến là tốt cho người tiểu đường. Cái quan niệm ấy hoàn toàn sai lầm, là bởi vì ăn bún, ăn miến thì là cái đường ở trong bún miến nó được giải phóng rất nhanh và làm đường huyết tăng vọt, và cái đó lại nguy hại cho cái sức khỏe. Cho nên chính cái loại gạo mà lên mầm này nó có cái tác dụng là cái đường, cái chỉ số GI của nó rất là tốt, và nó tốt cho người tiểu đường là không làm cái đường huyết bị dao động. Gạo mầm VBGABA rất hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe của người già, người đang bệnh cần phục hồi sức khỏe hoặc có những triệu chứng của bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu.
những người muốn giảm cân hoặc gặp các vấn đề về stress, căng thẳng. Với ở trong Nam thì đã sử dụng cái gạo mầm này khá lâu và người ta có cả một công ty sản xuất gạo mầm này ở trong Nam. Tuy nhiên cái việc phổ biến cái gạo mầm này cho những đối tượng mà cần sử dụng như là tiểu đường hay là những cái vấn đề về mặt thần kinh, những chuyện vân vân thì chưa được phổ biến một cách rộng rãi.